nào biết. Let's turn around. The money over here. Nó không biết tiếng Việt mà.
cho ban chấp hành công đoàn. Kính chúc đến quý cha và quý vị một năm mới xuân Canh Tí. Xin Chúa ban được tràn đầy ơn lành, khỏe mạnh, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn đến quý vị ân nhân đã ủng hộ tài chánh cho tiệc xuân ngày hôm nay, cũng như quý hội đoàn và ban ngành đã bỏ rất nhiều công sức để lo phần thức ăn và ẩm thực cho buổi tối hôm nay, cũng như các anh chị trong ban nhạc, cũng như các anh chị lo trang trí sân khấu rất là đẹp, và đặc biệt của thiếu nhi Thánh Thể đã trình diễn cho chúng ta các em múa rất hay và điêu luyện. Một lần nữa kính chúc quý cha và quý vị có một buổi tối vui xuân thật là vui, ăn ngon và chuẩn bị những cái chương trình tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc sẽ cống hiến đến quý vị trong giây lát. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý ông bà và anh chị em chúc thềm năm mới luôn Canh Tí được đầy tràn ơn Chúa và lúc nào cũng có Đức Mẹ.